kính chào quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Tính đến ngày 27 tháng 4 năm 2020, thành phố Bảo Lộc tiếp nhận, điều tra, giám sát 593 trường hợp nhập cảnh đến từ các tỉnh về địa phương. Lâm Đồng tiếp tục thực hiện một số biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Dự kiến học sinh, sinh viên đi học trở lại vào ngày 4 tháng 5 năm 2020. Tặng hàng trăm phần quà cho người yếu thế trong đợt phòng chống dịch COVID-19. Phần cuối chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Việt Tin Bank Bảo Lộc hiến máu cứu người trong mùa dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 27 tháng 4 năm 2020, thành phố Bảo Lộc hiện chưa ghi nhận ca bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19. Thành phố hiện đang tiếp nhận, giám sát, điều tra 593 trường hợp nhập cảnh đến từ các tỉnh về địa phương. Tính đến 15 giờ cùng ngày, có 69 trường hợp đang cách ly tại nhà, 143 trường hợp tự theo dõi sức khỏe tại nhà và 4 trường hợp đang cách ly tại bệnh viện. Hiện Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục thực hiện cập nhật phần mềm nCoV và rà soát xác minh các trường hợp có yếu tố nguy cơ đã khai báo trên phần mềm và hướng dẫn cho người dân khai báo y tế đúng thông tin trên ứng dụng nCoV để có hướng xử lý theo quy định của Bộ Y tế và cập nhật những trường hợp cách ly tập trung, cách ly tại cơ sở y tế và cách ly tại nhà trên phần mềm EHR theo quy định. Tổng số người thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng nCoV tính đến 17 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2020 là 14.255 người. Trung tâm y tế cũng đã thực hiện 9 lần phát thanh trên loa truyền thanh xã phường, thăm 5 hộ gia đình có 11 người được tuyên truyền, tư vấn tại trạm y tế cho 1 người, đồng thời hướng dẫn, giám sát các trường hợp theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Sau khi làm việc với các sở, ban ngành, đoàn thể, vào ngày 23 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt đã ký công văn hỏa tốc về việc tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, kiên quyết không để dịch bệnh thâm nhập vào địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, nhân dân các địa phương không được lơ là chủ quan, tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng trên tinh thần 4 tại chỗ, không để xảy ra tình huống bất ngờ, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của tỉnh, trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh Lâm Đồng tiếp tục vận động nhân dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết, thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí, hoạt động lễ nghi tôn giáo đông người. Tiếp tục dừng các hoạt động cơ sở kinh doanh, quán bar, vũ trường, karaoke, massage, trò chơi điện tử, ca nhạc phòng trà đến khi có thông báo mới. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác được hoạt động nhưng phải tuân thủ thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Số lượng xe khách công cộng, kể cả xe hợp đồng, được phép hoạt động không quá 50% công suất xe. Bố trí hành khách giữ khoảng cách an toàn nhất định. Người trên xe phải đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn tay trước và sau khi lên xe. Cũng tại công văn này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấp thuận việc dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, khai thác trở lại các chuyến bay, Sở Y tế chủ động theo dõi sức khỏe khách nhập vào tỉnh. Cạnh đó, tỉnh cũng tiếp tục rà soát, mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch, tiến hành xác minh danh sách đối tượng cần hỗ trợ tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch. Thưa quý vị, theo công văn hỏa tốc số 98 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, dự kiến ngày 4 tháng 5 năm 2020, học sinh phổ thông từ bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và sinh viên các trường cao đẳng đại học sẽ đến trường trở lại. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên khi đến lớp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt đã giao Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp Sở Y tế và các huyện, thành phố thực hiện việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các lớp học, trường học, tạo môi trường an toàn cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Đồng thời, các trường học cũng hướng dẫn học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình học tập. Trước diễn biến theo xu hướng tốt lên của dịch COVID-19 trên cả nước, một số địa phương đã có kế hoạch cho học sinh đi học trở lại. Và để công tác phòng chống dịch tại trường học được đảm bảo ở mức cao nhất, Bộ Y tế đã khuyến cáo những việc cần làm khi học sinh bị sốt, ho, khó thở tại trường học, đồng thời hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường học. Ngay sau khi phát hiện học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cần thực hiện các bước sau. 1. Đưa học sinh đến khu cách ly riêng trong phòng y tế hoặc khu vực do nhà trường bố trí, cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho học sinh. 2. Y tế nhà trường phối hợp với cha mẹ khai thác tiền sử tiếp xúc của học sinh,
trong vòng 14 ngày trước đó có đi về từ vùng dịch hoặc có tiếp xúc gần với những người đi về từ vùng dịch, người nghi ngờ, người có xét nghiệm dương tính với COVID-19. 3. Tham vấn ý kiến của cán bộ y tế xã, phường hoặc y tế địa phương để khẳng định về tiền sử tiếp xúc dịch tễ. 4. Nếu không có yếu tố tiếp xúc dịch tễ thì điều trị các triệu chứng sốt, ho, khó thở, phối hợp với cha mẹ đưa học sinh đến cơ sở y tế gần nhất nếu cần. 5. Nếu có yếu tố tiếp xúc dịch tễ thì phối hợp cơ quan y tế tại địa phương đưa học sinh đến cơ sở y tế theo quy định để cách ly và điều trị. Trường hợp có học sinh biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với COVID-19 thì nhà trường thực hiện khử khuẩn theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Điện lực Bảo Lộc đã chủ động triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để công tác phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả, thời gian qua, Điện lực Bảo Lộc đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống theo hướng dẫn, khuyến cáo của ngành y tế đến từng cán bộ công nhân viên chức đơn vị để bảo vệ sức khỏe của cán bộ công nhân viên người lao động, đảm bảo công tác cũng như phục vụ nhu cầu của khách hàng. Tại trụ sở của Điện lực Bảo Lộc, ngay hành lang của phòng tiếp khách hàng, các bảng hiệu, tờ hướng dẫn về cách vệ sinh, đeo khẩu trang y tế đúng cách để nhân viên và khách hàng cùng thực hiện. Truyền hình vô tuyến phát sóng trực tiếp về chương trình phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn và khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như cập nhật các thông tin về tình hình dịch và phòng chống bệnh để cán bộ công nhân viên và khách hàng, nhân dân đến giao dịch đều nắm thông tin và chủ động phòng chống dịch. Đặc biệt, đơn vị còn bố trí cán bộ công nhân viên trực ngay tại cửa ra vào để hướng dẫn khách hàng đến giao dịch. Theo đó, từ khi bước chân vào đơn vị, khách hàng và nhân dân đều được rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, được cung cấp khẩu trang y tế miễn phí cũng như đo thân nhiệt, sau đó mới bắt đầu vào làm việc. Tại khu vực chợ trung tâm cũ, Hội Chữ thập đỏ thành phố Bảo Lộc đã phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi thành phố Bảo Lộc trao hơn 300 phần quà hỗ trợ người yếu thế trong đợt dịch COVID-19. Theo đó, qua vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân hảo tâm trong và ngoài địa phương, tiêu biểu như Tiệm vàng Bảo Tín, Quỹ tín dụng phường 2, Nhà thuốc Tế Dân, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi thành phố Bảo Lộc, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố đã dành hơn 300 phần quà để tặng cho các đối tượng yếu thế trong đợt dịch COVID-19 như người nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, không nơi nương tựa, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người bán vé số, người khó khăn đột xuất. Trước đó, hơn 300 phần quà cũng đã được hai tổ chức hội trao cho người nghèo các đơn vị xã phường trên địa bàn. Trong đó, 46 phần quà cho người nghèo xã Lộc Nga, 16 phần quà cho người nghèo phường Lộc Phát, 25 phần quà cho người nghèo xã Đam Ri, 26 phần quà cho người nghèo phường Bờ Lao, 63 phần quà cho người nghèo xã Đại Lào, 20 phần quà cho người nghèo phường Lộc Tiến, 21 phần quà cho người nghèo phường Lộc Sơn và 11 phần quà cho các hộ người nghèo phường 1 và phường 2. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 25 tháng 4, Thành đoàn Bảo Lộc và Phường Bờ Lao đã phối hợp cùng nhà phân phối bia Sài Gòn tại thành phố Bảo Lộc đã tổ chức phát tặng quà và khẩu trang miễn phí cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại Buôn Soven, Phường Bờ Lao. Theo đó, nhà tài trợ cùng Thành đoàn Bảo Lộc và chính quyền địa phương đã trao tặng 40 phần quà cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Buôn Soven. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo cùng các nhu yếu phẩm trị giá khoảng 350.000 đồng. Ngoài ra, nhà tài trợ và chính quyền địa phương cũng đã trao tặng 1.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho tất cả các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại Buôn Soven. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Bà Lao, thời gian qua trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, địa phương đã vận động kêu gọi các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân và công ty doanh nghiệp chung tay đóng góp kinh phí, hiện vật trao tặng hơn 1.000 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tất cả các hoàn cảnh khó khăn như hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật, bán vé số, thu mua ve chai và lao động nghèo trên địa bàn đều đã được trao tặng từ 2 đến 3 phần quà là gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết. Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tập đoàn Hưng Thịnh thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ 100.000 hộp khẩu trang y tế và 3.000 bộ đồ bảo hộ y tế trị giá 1 tỷ đồng. Theo đó, tại Bệnh viện 2 Lâm Đồng, Tập đoàn Hưng Thịnh đã ủng hộ 50.000 hộp khẩu trang y tế và 1.500 bộ đồ bảo hộ y tế với tổng trị giá 500 triệu đồng. Đây là việc làm thiết thực và có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm của Tập đoàn Hưng Thịnh nhằm chia sẻ, động viên, hướng về những chiến sĩ áo trắng trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19. Qua đó cũng mong muốn tiếp thêm sức mạnh để đội ngũ y bác sĩ tiếp tục chiến đấu với siêu dịch bệnh.
Trong buổi tiếp nhận khẩu trang y tế và đồ bảo hộ y tế, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc đã đánh giá cao hành động thiết thực cũng như gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tập đoàn Hưng Thịnh vì đã phát huy tinh thần trách nhiệm, kịp thời hỗ trợ chung tay đồng hành cùng cả nước, tỉnh Lâm Đồng và thành phố Bảo Lộc trong công tác phòng chống dịch hiệu quả. Thay mặt cán bộ nhân viên Bệnh viện 2 Lâm Đồng, Thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Ngọc Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện đã gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn Hưng Thịnh đã dành tình cảm, sự quan tâm và sẻ chia kịp thời tới cán bộ y tế của bệnh viện và khẳng định số lượng khẩu trang kháng khuẩn, đồ bảo hộ y tế được trao tặng sẽ góp phần tích cực, phát huy hiệu quả nhất trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương. Được biết, những năm qua, song song với việc triển khai các hoạt động kinh doanh, các dự án bất động sản tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, Tập đoàn Hưng Thịnh thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triển khai các hoạt động từ thiện xã hội trên khắp cả nước. Và đây là đợt trao tặng thứ 5 của Tập đoàn Hưng Thịnh dành cho chương trình tài trợ cho đội ngũ y bác sĩ, những người nơi tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 trên cả nước. Thời gian tới, tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai các đợt trao tặng tiếp theo trong gói tài trợ phòng chống dịch COVID-19 trị giá 20 tỷ đồng. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông thành phố, quý 1 năm 2020, tình hình giao thông trên địa bàn chuyển biến tích cực và đạt một số kết quả khả quan. Số vụ tai nạn, số người chết, bị thương giảm sâu cả ba mặt. Cụ thể, toàn thành phố ghi nhận 2 vụ tai nạn xảy ra trong quý, giảm 5 vụ so với cùng kỳ. Số người chết giảm 3 người và không ghi nhận người bị thương. Để đảm bảo tình hình giao thông trong quý 2, Ban An toàn Giao thông thành phố đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn như Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Công an thành phố cùng với ban ngành đoàn thể đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông với các chủ đề khác nhau. Các đội tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông cũng được xây dựng và ngày càng ổn định, đi vào hoạt động có hiệu quả. Hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông cũng được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Trong quý, lực lượng chức năng kịp thời kiểm tra, lập biên bản 728 trường hợp, nhắc nhở 91 trường hợp, tạm giữ 121 xe, thu nộp trên 754 triệu đồng. Số trường hợp vi phạm là 728 trường hợp, cũng được xác nhận là giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Mức giảm tương đương 623 trường hợp, số tiền ra quyết định xử phạt giảm trên 280 triệu so với cùng kỳ. Thưa quý vị và các bạn, với thông điệp Một giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại, sáng ngày 18 tháng 4, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank chi nhánh Bảo Lộc, Hội chữ thập đỏ thành phố Bảo Lộc đã phối hợp với Khoa huyết học Bệnh viện 2 Lâm Đồng đã tổ chức đợt hiến máu tình nguyện. Buổi hiến máu đã thu hút nhiều sự tham gia nhiệt tình của các cán bộ nhân viên trong đơn vị. Nhận thức được tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, trong những năm qua, cán bộ nhân viên ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bảo Lộc luôn tích cực tham gia các phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố. Đây là hoạt động thường niên, thu hút đông đảo cán bộ nhân viên đăng ký tham gia. Đợt hiến máu tình nguyện đã thu hút hơn 60 cán bộ nhân viên Vietinbank Bảo Lộc đến tham gia cho máu. Tại đây, trước khi vào hiến máu, cán bộ nhân viên Vietinbank đều được đo thân nhiệt và khai báo y tế đúng quy định phòng chống COVID-19. Sau khi khám sàng lọc và kết thúc buổi hiến máu, đã thu được tổng cộng 45 đơn vị máu. Tất cả cơ số máu sẽ được giao Bệnh viện 2 Lâm Đồng phục vụ công tác chữa bệnh, cứu người. Hiện tại, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài, khiến nguồn máu dự trữ tại Bệnh viện 2 Lâm Đồng ngày càng cạn kiệt. Với tinh thần vì cộng đồng, những tình nguyện viên hiến máu của đơn vị đều có chung sự sẻ chia. Mình cảm thấy đây là một hoạt động rất là bổ ích, tại vì trong khi mà cả nước đang gồng mình chống dịch, chống giặc thì mình có mình một phần nhỏ. Và cái tiêu đề của chương trình là một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại thì mình thấy rất là hợp với lại cái chương trình này. Và cũng cảm ơn là công đoàn, đoàn thanh niên và Hội chữ thập đỏ cùng Bệnh viện 2 đã hỗ trợ trong cái việc hiến máu lần này. Một giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại là thông điệp mà những người hiến máu tình nguyện như tôi muốn thấu hiểu và chia sẻ với mọi người. Trong cái tình hình dịch bệnh COVID-19 này diễn ra đang rất phức tạp, nên là chúng ta hãy chia sẻ những cái giọt máu của mình để cứu sống những cái người mà đang cần những cái giọt máu đó, và hãy cho đi vì cuộc đời cho phép. Vì vậy tôi và cộng đồng các nhân viên của ngân hàng Vietinbank muốn kêu gọi mọi người hãy tích cực cho đi những giọt máu của mình để cứu sống những người đang cần những giọt máu đó. Ghi nhận cho thấy những tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo đều thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố cũng đã bố trí người hướng dẫn các tình nguyện viên đến cho máu, khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và ổn định chỗ ngồi đúng khoảng cách tối thiểu 2 mét. Trước tình hình
về cái lượng máu của bệnh viện 2 Lâm Đồng rất là khan hiếm để mà phục vụ cho cấp cứu cũng như là điều trị cho các bệnh nhân tại bệnh viện. Trước cái tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường thì Hội Chữ thập đỏ thành phố Bảo Lộc xây dựng kế hoạch hiến máu tại Việt Tiên Banh với cán bộ công nhân viên chức của Việt Tiên Banh là từ 35 đến 60 tình nguyện viên tham gia hiến máu trong ngày hôm nay. Thì với một cái nghĩa cử cao đẹp, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã khiến nguồn máu dự trữ tại Bệnh viện 2 Lâm Đồng ngày càng cạn kiệt. Để đảm bảo nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện 2 Lâm Đồng, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố đã kêu gọi cán bộ, công chức viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn cùng tham gia đợt hiến máu tình nguyện kéo dài từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020 với các thông điệp hiến giọt máu đào trao đời sự sống và kết nối trái tim, kết nối sự sống. Theo đó, hàng tuần sẽ tổ chức hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện 2 Lâm Đồng vào buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu. Trung bình mỗi ngày sẽ vận động hiến máu từ 20 đến 25 đơn vị máu. Được biết, từ đầu năm đến nay, Ban vận động hiến máu tình nguyện thành phố Bảo Lộc đã tổ chức 4 đợt hiến máu tình nguyện và thu về 566 đơn vị máu. Từ nay đến cuối năm, Ban vận động hiến máu tình nguyện Bảo Lộc sẽ tổ chức thêm nhiều đợt hiến máu để góp phần quan trọng vào nguồn máu dự trữ, phục vụ cấp cứu và điều trị kịp thời các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc xin được kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.